Sân nhà của câu lạc bộ Phnom Penh Crown đã hoàn thành cải tạo để đạt tiêu chuẩn của AFC. Sân vận động ASN đã thực hiện một loạt cải tạo và nâng cấp kể từ đầu năm 2023. Bắt đầu bằng việc lắp đặt toàn bộ mái che cho các khán đài. Và gần đây nhất là biến nó thành sân vận động toàn ghế ngồi, khi lắp đặt toàn bộ ghế đơn cho 3 khán đài còn lại, bằng những chiếc ghế màu đỏ và trắng. Với những cải tạo đồng bộ, hiện tại sân vận động ASN đã có thể sử dụng cho các trận đấu tại AFC Cup của câu lạc bộ Phnom Penh Crown.